Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo ông Anton Gerashchenko, cựu cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, vào giữa tháng 10, quân đội Ukraine đã biến một đoạn đường nhựa ngắn ở tỉnh Kursk thuộc miền Tây nước Nga thành con đường tử thần. Và mới đây, cảnh tượng đó tiếp tục được tái hiện khi đoạn video do tiểu đoàn tấn công số 225 của Ukraine đăng tải cho thấy ít nhất 10 phương tiện mới bị phá hủy bên cạnh những xác xe cũ. Tiểu đoàn tấn công số 225 thông báo con đường qua khu định cư Jeleny slyak đã trở thành cái bẫy đối với lực lượng Nga. Các cánh đồng biến thành bãi mìn, con đường là mục tiêu của pháo binh chúng tôi. Mọi động thái đều được theo dõi cẩn thận. Tạp chí Forbes đưa tin các phương tiện của Nga từ 4 lữ đoàn, trung đoàn thủy quân lục chiến và không quân vẫn tiếp tục tấn công dọc theo cùng một con đường gần Jeleny slyak một ngôi làng nhỏ ở dưới phía tây tỉnh Kursk trong khi đó Ukraine vẫn tiếp tục đánh bật bằng mìn, máy bay không người lái và pháo binh. Những gì xảy ra ở con đường tử thần tại Kursk cho thấy các cuộc tấn công của Nga vào tháng 10 chủ yếu liên quan đến xe chiến đấu bộ binh BTR-82 từ lô khí tài quân sự có ít nhất 40 xe 8 bánh, trọng lượng 16 tấn. Đây là lô khí tài vừa được Điện Kremlin chuyển giao cho tiền tuyến. Từ đống đổ nát bốc khói dọc theo con đường băng qua Jelenny có thể thấy các cuộc tấn công gần đây có sự hiện diện của xe chiến đấu bánh xích BMP và BMD xe kéo bọc thép MTLB và xe bọc thép Buran. Điều đó cho thấy BMP, BMD và MTLB có vẻ như cũng không thể bám trụ tại đây. Phía Nga có thể phải lao vào cuộc xung đột bằng bất kỳ loại xe nào mà ngành công nghiệp Nga có thể cung cấp nhanh chóng. Dù vậy, sau gần 4 tháng sau khi lực lượng Ukraine tấn công Kursk, tin nhắn của các binh sĩ Ukraine từ đây gửi đi đã vẽ nên bức tranh ảm đạm. Một số binh sĩ Ukraine nói với đài BBC rằng, tình hình mỗi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Được biết, tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu là không nhỏ. Lực lượng của Kiev đã phải hứng chịu tổn thất về nhân lực trong các cuộc giao tranh ở Kursk, trong bối cảnh lực lượng của họ vốn đã mỏng và bị kiệt sức sau hơn 2 năm xung đột. Ukraine cũng có nguy cơ mất cả lực lượng ở Kursk, mất thêm lãnh thổ ở miền Đông cũng như mất lá bài để đàm phán. Bên cạnh đó, việc kéo dài chiến dịch khiến nguồn lực quân sự và tài chính của Ukraine cạn kiệt nhanh hơn. Tháng 8 năm 2024, Ukraine bất ngờ khởi động một chiến dịch quy mô lớn tấn công xuyên biên giới Nga kiểm soát khoảng 1.376 km vuông lãnh thổ ở tỉnh Kursk. Đây là bước tiến hiếm hoi đưa xung đột sang lãnh thổ Nga và được cho là cuộc xâm nhập đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai, khiến Moscow ban đầu không kịp trở tay. Tuy nhiên, từ tháng 11, Nga đã bắt đầu triển khai cuộc phản công toàn diện, giành lại gần 40% lãnh thổ Ukraine kiểm soát ở Kursk. Mới đây Tờ Washington Post dẫn lời một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lo ngại rằng các khoản viện trợ tỷ đô của Mỹ dành cho Ukraine có khả năng làm sói mòn kho vũ khí dự trữ của nước này và làm cạn kiệt nguồn lực từ các căn cứ quân sự Mỹ. Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden đã nêu quan điểm rằng bất kể Washington có làm gì, quân đội Kiev sẽ vẫn bị áp đảo nếu không có nhiều binh lính hơn để duy trì cuộc chiến. Ngay cả khi họ đẩy nhanh các chuyến hàng vũ khí, các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn tiếp tục làm phía Mỹ thất vọng do đã phản đối lời kêu gọi của nước này về việc hạ độ tuổi nhập ngũ của Ukraine từ 25 xuống 18. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết vào tuần trước rằng, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục gửi vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Chúng tôi biết điều đó rất quan trọng, nhưng nhân lực cũng quan trọng vào thời điểm này. Trên thực tế, chúng tôi tin rằng nhân lực là nhu cầu quan trọng nhất của họ. Vì vậy, chúng tôi cũng sẵn sàng tăng cường năng lực đào tạo của mình nếu họ thực hiện các bước thích hợp để lấp đầy hàng ngũ của mình cũng theo tờ independent của anh tình trạng đào ngũ đang khiến quân đội ukraine thiếu hụt nguồn nhân lực rất cần thiết và làm tê liệt các kế hoạch tác chiến vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến với nga điều này có thể khiến kiev gặp bất lợi cho các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai cụ thể cuộc xung đột kéo dài đang đẩy quân đội ukraine vào tình trạng khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng tình trạng đào ngũ gia tăng đang làm phức tạp các kế hoạch chiến đấu đồng thời gây ra những tác động cho tinh thần và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này theo số liệu từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine, trên 100.000 binh lính đã bị buộc tội đào ngũ kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Đáng chú ý, chỉ riêng năm ngoái, gần một nửa số binh sĩ đã bỏ trốn sau chiến dịch huy động quân sự. Một nghị sĩ am hiểu vấn đề quân sự ước tính con số thực tế có thể lên tới 200.000 người, so với khoảng 300.000 binh sĩ tham gia chiến đấu trước khi chiến dịch huy động bắt đầu. Các chuyên gia nhận định rằng tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Những lý do chính dẫn đến đào ngũ bao gồm Thứ nhất, mệt mỏi về thể chất và tâm lý sau gần 3 năm giao tranh. Thứ hai, thiếu hy vọng về khả năng chiến thắng. Thứ ba, chấn thương tâm lý do chứng kiến đồng đội tử vong. Thứ tư, quản lý và chiến dịch huy động chưa hiệu quả. Nga gần đây đã tăng tốc tiến quân trong lúc quân đội Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực và vũ khí, đặc biệt ở Donetsk. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đang ngày càng lo ngại về khả năng Nga sẽ tiến quân vào khu vực Zaporizhia ở miền Nam, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến về phía đông, tập trung vào Pokrov và Kurakhov. Và mới đây, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã xuyên qua phòng tuyến ở Ukraine tại một số khu vực ở mặt trận miền Đông, đẩy Kiev và nguy cơ tiếp tục mất thêm những cứ điểm quan trọng khác. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng Nga đang tấn công phía sau các tuyến phòng thủ đã được thiết lập của Ukraine. Bộ này cho biết các lực lượng Nga đã tiến nhanh về phía sườn phía đông của Velika Novosinka, chốt chặn tuyến phòng thủ của Ukraine. Các bản đồ mặt trận trên thực địa cũng cho thấy những đà tiến công lớn của Nga về phía tây Voleda, trải dài 32 km qua một khu vực được phòng thủ lỏng lẻo đến ngoại ô Velika Novosinka. Anh nhận định Voleda thất thủ vào tháng 10 đã khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực bị sụp đổ. Được biết, Velika Novosinka là một khu định cư ở nông thôn có dân số trước chiến sự khoảng 5.000 người nhưng các nhà phân tích cho biết nơi này có tầm quan trọng chiến lược vì nằm trên khu vực giáp danh giữa Donetsk và Dnipro Petrov. Trong một đánh giá về giá trị chiến lược của khu vực cách đây ít lâu, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ ISVK cho biết quân đội Nga đang có kế hoạch tiến về phía Tây từ Velika Novosinka và sau đó quay về phía Bắc để bao vây lực lượng Ukraine tại thị trấn Pokrov. Động thái siết cọng kìm này cũng sẽ đe dọa các tuyến đường tiếp tế và liên lạc trên bộ của Ukraine chạy từ Zaporizhia và Donetsk. Ông Emin Kastehelmi, một nhà phân tích nguồn mở của Blackbird Group có trụ sở tại Phần Lan, đồng tình với nhận định trên. Theo đó, ông cho biết Velika Novoshinka là tiền đồn hậu phương lớn nhất của quân đội Ukraine cho đến khi lực lượng Nga đạt được đà tiến quân nhanh chóng trong thời gian qua. Nếu Nga kiểm soát được Velika Novoshinka để tiến đến được Pokrov, huyết mạch hậu cần trong khu vực, phòng tuyến của Ukraine sẽ bị chọc sâu xuống và có nguy cơ tiếp tục sụp đổ theo dây chuyển. Hiện tại, Nga đang đặt mục tiêu kiểm soát hết toàn bộ khu vực Donetsk, với tỷ lệ hiện tại vào khoảng 70%. Moscow hiện đã kiểm soát 99% Lugansk. Nếu thành công kiểm soát toàn bộ hai vùng Donbass, Nga sẽ kiểm soát của Ukraine hàng loạt mỏ khoáng sản lớn và nhà máy công nghiệp. Diễn biến rất bất lợi về mặt quân sự và kinh tế cho Kiev. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine các lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, các mục tiêu năng lượng đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine, các sở chỉ huy UAV cũng như tấn công các cụm quân nhân và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU ở nhiều khu vực. Ở vùng Kursk, lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa một nhóm lực lượng vũ trang Ukraine AFU đột nhập vào lãnh thổ. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Bắc đã đánh bại lực lượng của các lữ đoàn cơ giới 21, 41, 44 và 47 lữ đoàn cơ giới hạng nặng 17, lữ đoàn xe tăng số 5, các lữ đoàn tấn công đường không 80, 82 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112, 116, 117 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine. Tại khu vực Kharkov các đơn vị từ tập đoàn quân Sever của Nga đã gây tổn thất cho các đội hình của lữ đoàn tấn công đường không số 92 của Ukraine gần Lipsy, khu vực Kharkov, Hai cuộc phản công của lữ đoàn cơ giới số 57 và 58 của Ukraine phát động đã bị đẩy lùi với tổn thất 30 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân, hai xe cơ giới và hai pháo lựu D30 122mm. Ở hướng Kupiansk, các đơn vị từ tập đoàn quân Japat của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine. Các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 109, 241 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 Ukraine. Ở hướng Abdiivka, tập đoàn quân Tersen của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tuyến đầu và gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 95, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 111, 120, các lữ đoàn vệ binh quốc gia số 14 và 15 Ukraine. Ở hướng Nam Donetsk, tập đoàn quân Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU và gây tổn thất cho các đội hình của lữ đoàn cơ giới 151 của AFU và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108 gần Velikeyaya. Novoselka DPR và Komsomolskoye, khu vực Zaporizhia. Tổn thất của AFU lên tới 150 binh sĩ, một xe tăng Leopard do Đức sản xuất, bốn xe chiến đấu bọc thép HMMVKV và Maspro do Mỹ sản xuất, 14 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Kesha 155mm do Pháp sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Bogdana 155mm và một hệ thống pháo tự hành Acacia 152mm. Tại khu vực Kherson, lực lượng Donetsk của Nga đã tấn công các lữ đoàn cơ giới 31, 110 của Ukraine và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 124, gây thiệt hại 55 lính Ukraine, hai xe cơ giới và một kho đạn dược. Lực lượng Nga gần đây đã thu giữ được một xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine, nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng nó chỉ là một mô hình được chế tạo tỉ mỉ. Được biết, dùng xe tăng Leopard 2A4 giả làm mồi nhử là chiến thuật mới của binh sĩ Ukraine. Nhưng mẫu nhử này được thiết kế hết sức tỉ mỉ đến từng chi tiết. Để tăng thêm tính chân thực, mô hình xe tăng Leopard 2A4 giả thậm chí còn được trang bị các họa tiết ngụy trang và khối giáp phản ứng Contact 1 mô phỏng, khiến mô hình gần như không thể phân biệt được với xe thật từ xa. Đáng chú ý, hàng ngàn mục tiêu mồi nhử từ xe tăng giả đến bệ phóng tên lửa mô phỏng của cả Nga và Ukraine đã được triển khai trên khắp khu vực xung đột Đông Âu nhằm tiêu hao hỏa lực đối phương. Về Leopard 2A4, đây là dòng xe có hỏa lực mạnh được hỗ trợ bởi hệ thống điều khiển tối tân, độ cơ động cao cùng giáp bảo vệ tốt đã biến xe tăng này thành một trong những dòng xe tăng chủ lực mạnh nhất thế giới. Ước tính, Ukraine đã được phương Tây viện trợ hơn 150 xe tăng Leopard 2, gồm các biến thể 2A4, 2A6, và STRV-122 hiện đại nhất. Theo trang theo dõi chiến sự Oris có trụ sở tại Hà Lan, tính tới giữa tháng 11 năm nay, quân đội Ukraine đã mất ít nhất 21 xe tăng Leopard 2A4, 13 chiếc 2A6, 7 xe STRV-122. Thống kê này dựa trên dữ liệu nguồn mở, chưa bao gồm những phương tiện phải ngừng hoạt động vì hỏng hóc và thiếu phụ tùng. Truyền thông Nga đã nhiều lần đưa tin về việc thu giữ xe tăng Leopard dựa bối cảnh phương Tây lo ngại các công nghệ nhạy cảm sẽ rơi vào tay Moscow Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga thậm chí cho rằng việc các xe tăng của Đức hoạt động không hiệu quả ở Ukraine có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm năng xuất khẩu của các phương tiện bọc thép này. Mặc dù ra đời đã 20 năm, nhưng Leopard 2 do Đức sản xuất vẫn được coi là một xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến và hiện đại. Lợi thế của nó trước xe tăng Nga có thể kể đến như khả năng kíp tăng sống sót cao hơn, các hệ thống pháo và kiểm soát hỏa lực tiên tiến, động cơ mạnh mẽ. Bất chấp những thông tin trên truyền thông, hiện chưa rõ liệu các xe tăng được vận chuyển từ Đức cho Ukraine có chứa các công nghệ nhạy cảm hơn so với các xe tăng được xuất khẩu sang các nước khác hay không. Một số nhà phân tích đã bày tỏ sự quan ngại bởi vì xe tăng được lấy từ kho vũ khí của quân đội Đức, nên có lẽ chúng sẽ có những hệ thống đặc biệt tiên tiến. Xe chiến đấu bộ binh IFV BMP-1LB được phát triển trong điều kiện chiến tranh. Nhiệm vụ chính của nó là cơ giới hóa nhiều lữ đoàn mới thành lập và bù đắp tổn thất về xe bọc thép trong các đơn vị hiện có. Chiếc IFV đặc biệt này được Ukraine chế tạo lại từ thân xe bọc thép chở quân bánh xích MTLB của Liên Xô. Phương tiện này hiện có số lượng lớn trong các kho chứa thiết giáp. Xe phải trải qua quá trình sửa chữa lớn bằng cách tháo rời hoàn toàn và sửa lỗi, sau đó được sơn và lắp ráp lại. Tuy vậy, động cơ bị nhận xét là không đủ tin cậy, nhiều chi tiết xuống cấp do đã lưu kho quá lâu, khiến công việc phục hồi rất vất vả. Sau khi hoàn tất việc sửa chữa, nhiều thay đổi đã được thực hiện đối với thiết kế của xe đặc biệt là cách bố trí khoang lái, tăng cường hỏa lực và khả năng bảo vệ. Giáp của mt nguyên bản ở hai bên hông và phần đuôi chỉ là 7mm thép, trong khi dày nhất ở phía trước cũng chỉ được 14mm. Như vậy chỉ đủ để bảo vệ khỏi mảnh đạn và hỏa lực của vũ khí nhỏ. Nhưng súng trường và súng máy vẫn có thể xuyên thủng nếu dùng đạn lõi thép đặc biệt. Để bù đắp cho điểm yếu này, phương tiện chiến đấu đã được trang bị thêm các tấm giáp, từ đó tăng thêm đáng kể mức độ bảo vệ. Một trạm vũ khí điều khiển từ xa với súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm cũng được lắp đặt, đi kèm một trạm quan sát quang học với cây ảnh nhiệt ngày và đêm. Ngoài ra, ụ súng còn có thêm lá chắn bảo vệ, chống lại đạn và mảnh vỡ nhỏ. Nhưng mô đun vũ khí này bị nhận xét không đáng tin cậy và có một số vấn đề. Ngoài thực tế là bản thân khẩu KPVT nổi tiếng là nhạy cảm với môi trường, thiết kế lắp đặt mở khiến nó thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn. Hệ thống cung cấp đạn dược cũng không được thiết kế tốt, có nguy cơ để bụi bẩn xâm nhập vào trong hộp tiếp đạn việc thiếu vũ khí phụ trợ khiến xe mất khả năng chiến đấu nếu khẩu súng máy hạng nặng này gặp sự cố. Ukraine cũng đồng thời sửa đổi nội thất để có thể chứa từ 7 đến 8 binh sĩ cùng với 3 thành viên tổ lái. Cần lưu ý rằng chiếc BMP-1LB được thiết kế trong thời gian ngắn với ngân sách thấp nhất để sản xuất hàng loạt nhanh chóng, cũng như sử dụng các nguồn lực sẵn có. Mặc dù hiện tại không có thông số chính xác, nhưng rõ ràng là chiếc MTLB nguyên bản của Liên Xô đã tăng đáng kể trọng lượng sau khi hiện đại hóa. Điều này có thể ảnh hưởng đến khung gầm vì thiết kế ban đầu không đủ cho tải trọng như vậy. Trong 100 km đầu tiên, xe bắt đầu hỏng vì động cơ hoặc hộp số. Mặc dù chạy ít, nhiều xe đã buộc phải thay dây Cura trong hệ thống làm mát. Vấn đề rung mạnh khi di chuyển cũng là một trong những nhược điểm chính. Trên đường thẳng, chiếc xe có thể đạt tốc độ 50 km, nhưng tốc độ giảm mạnh khi di chuyển giữa các chướng ngại vật. Ở trong rừng, chiếc xe nặng nề này chỉ có thể di chuyển ngang với tốc độ một người đi bộ. Theo Forbes, đây là tốc độ rất chậm chạp. BMP-1LB, một loại xe chiến đấu bộ binh của Ukraine vẫn đang trong quá trình phát triển với thiết kế liên tục thay đổi, thậm chí có sự khác biệt giữa các xe trong cùng một lô. Mỗi chiếc có giá khoảng 14 triệu UAH, tương đương 380.000 đô la Mỹ, với một nửa chi phí cho trạm vũ khí được sản xuất và giao từ nước ngoài. Việc sản xuất loại xe này là cần thiết do thiếu xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh tiêu chuẩn trong quân đội Ukraine. Mặc dù vậy, BMP-1LB đã chứng tỏ hiệu quả trong chiến đấu thậm chí nhận đánh giá tích cực hơn một số xe thiết giáp phương Tây như M113 và có thể là gợi ý cho các quốc gia có nguồn lực hạn chế. Một loại tên lửa đạn đạo có tốc độ siêu thanh mới của Nga tên Oresnik mang theo 6 đầu đạn đã tấn công thành phố Dnipro, Ukraine. Mặc dù các quan chức cấp cao Ukraine cho biết thiệt hại ở mức hạn chế, Sòng việc lần đầu tiên Nga sử dụng loại tên lửa có thiết kế như vậy trong chiến đấu đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia quân sự phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả loại tên lửa đạn đạo siêu thanh này là không thể ngăn cản. Ông Putin trước đó cho biết tên lửa Oresnik có thể bay với tốc độ lên tới Mach 10, khoảng 12.200 km h tức là gấp khoảng 10 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ cao khiến nó cực kỳ khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại trong khi đó, Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine HUR cho biết rằng tên lửa Oresnik mới của Nga đã đạt tốc độ tối đa lên đến hơn 13.600 km h và chỉ mất khoảng 15 phút để đến mục tiêu ở thành phố Dnipro, Ukraine kể từ khi phóng. Cũng theo HUR, tên lửa siêu thanh Oresnik mới của Nga được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn chứa 6 đầu đạn con. Tốc độ của đầu đạn ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay là trên Mach 11, tức trên 13.600 km h Các nhà phân tích tin rằng mỗi quả trong số 36 quả đạn con nhiều khả năng đều có quỹ đạo riêng, khiến việc đánh chặn Uresnik càng trở nên khó khăn gấp bội. Ông Ted Poston, giáo sư danh dự về khoa học công nghệ và an ninh quốc gia tại Viện Công nghệ Massachusetts nhận định, kết quả cho thấy tất cả các đầu đạn đều đánh trúng mục tiêu, nhưng chúng không mang theo chất nổ vì với tốc độ cực nhanh thì không cần thiết phải làm như vậy. Ấn phẩm Antiwar viết, giống như một vụ va chạm thiên thạch, đầu đạn của Oresnik tạo ra một vụ nổ mạnh mà không cần phải lắp chất nổ vào tên lửa ấn phẩm lưu ý rằng trong khi tên lửa mang nhiều đầu đạn thì bản thân những đầu đạn đó lại gửi đi nhiều thông điệp thông điệp đầu tiên là phản ứng trước việc mỹ gọi những lời của tổng thống putin về phản ứng sắp xảy ra đối với việc ukraine phóng tên lửa tầm xa của phương tây vào sâu trong lãnh thổ nga là một trò lừa bịp thông điệp thứ hai là phản hồi việc mỹ rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung inf ông putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình Chúng tôi tin rằng Mỹ đã phạm sai lầm khi đơn phương hủy bỏ hiệp ước INF vào năm 2019 với một lý do xa vời. Thông điệp thứ ba là phản hồi về việc Hoa Kỳ chính thức khai trương căn cứ phòng không ở Red Chicago ở miền Bắc Ba Lan. Tờ Antigua kết luận, trong khi Mỹ và các đối tác tiếp tục sử dụng lập luận rằng Nga đang lừa dối với làn danh đỏ không có thực, màn trình diễn mạnh mẽ của tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oresnik một lần nữa cảnh báo rằng niềm tin của họ có thể đã đặt nhầm chỗ nghiên cứu mới cho thấy doanh thu của nhà thầu quốc phòng hàng đầu Nga vượt xa doanh thu của đối tác Mỹ và châu Âu vào năm ngoái. Những số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI công bố trong báo cáo thường niên về 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới đã đặt ra câu hỏi về khả năng phương Tây cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này cần để đánh bại cuộc tấn công của Nga. Trong khi nhiều công ty quốc phòng hàng đầu của Nga đạt mức tăng trưởng doanh thu là 40%, thì doanh thu của nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ và châu Âu chỉ tăng lần lượt 2,5% và 0,2% so với mức trung bình toàn cầu là 4,2%. Dù doanh thu danh nghĩa của nhà thầu quốc phòng hàng đầu Mỹ và châu Âu cao hơn theo cấp số nhân, lần lượt là 317 tỷ đô la Mỹ và 133 tỷ đô la Mỹ so với 25,5 tỷ đô la Mỹ của Nga. Nhưng những phát hiện của Sibri cho thấy Nga đã vũ khí hóa nền kinh tế hiệu quả hơn trong thời chiến để đáp ứng thách thức về nguồn cung ở tiền tuyến. Theo Sibri, chỉ có hai công ty Nga lọt vào top 100, đó là công ty cổ phần nhà nước Rostec, có công ty con sản xuất máy bay, áo giáp và thiết bị điện tử và công ty United Shipbuilding Corporation, do họ là công ty duy nhất công bố thông tin tài chính. Nhóm nghiên cứu thông tin, tính minh bạch về hoạt động sản xuất vũ khí của Nga bắt đầu giảm đáng kể sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014 và hầu hết các công ty vũ khí ngừng công bố báo cáo tài chính sau kế hoạch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Theo Joseph Fitzanakis, giáo sư nghiên cứu, tình báo và an ninh tại Đại học Western Carolina, số lượng khí tài quân sự sản xuất của Nga hiện vượt xa Mỹ và tất cả các quốc gia thành viên NATO cộng lại. Điều này thực sự khó tin, nhưng Nga phải làm như vậy nếu muốn vượt qua sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Theo giáo sư, việc chi tiêu khổng lồ như vậy về cơ bản tạo ra nền kinh tế thời chiến, ngăn chặn sự khởi đầu của cuộc suy thoái kinh tế lớn. Trong báo cáo hồi tháng 4, Siberia ước tính Nga tăng chi tiêu quân sự lên 24% vào năm ngoái với 109 tỷ đô la Mỹ chiếm 5,9% nền kinh tế. Con số này có vẻ không cao, nhưng chỉ tiêu quân sự trung bình của NATO đứng ở mức 1,9% tổng sản phẩm quốc nội. Ngoài ra, quốc phòng là nguồn tạo ra gần một nửa tăng trưởng kinh tế của Nga. Năm nay, Ngân hàng Phần Lan ước tính các công ty quốc phòng chiếm 40% tăng trưởng của Nga trong nửa đầu năm 2023, trở thành lĩnh vực có hiệu suất hoạt động cao nhất trong nền kinh tế. Theo tờ One Journal, vừa qua, chính quyền Syria và những bên ủng hộ họ, Iran, Nga và Hezbollah phải mất hơn 4 năm để đánh bật lực lượng phiến quân khỏi thành phố lớn thứ hai của quốc gia Trung Đông này là Aleppo. Vào thời điểm đó, năm 2016, họ đã ăn mừng chiến thắng đó như một bước ngoặt trong cuộc nội chiến ở Syria. Bây giờ, một cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân đã kiểm soát lại Aleppo chỉ trong vài ngày, bao gồm cả những khu vực của thành phố mà quân đội Syria chưa bao giờ thất thủ trước đây. Bước tiến đáng kinh ngạc này là hậu quả trực tiếp của các cuộc xung đột mới nổ ra bên ngoài biên giới Syria. Andrew Tepler, thành viên cấp cao tại Viện Chính sách Cận Đông Washington cho biết, đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Các cường quốc khu vực và quốc tế đã can thiệp vào Syria hơn một thập kỷ trước. Và giờ đây, những cuộc xung đột ở Ukraine, Gaza và Liban đã ảnh hưởng hỗn hợp đến tình hình ở Aleppo. Nga từng là cứu tinh cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad từ năm 2015 với kế hoạch quân sự quy mô lớn hiện đang gặp khó khăn do cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Mặc dù không quân Nga vẫn hoạt động tại Syria, nhưng hỏa lực đã bị suy giảm đáng kể. Điều này khiến khả năng hỗ trợ cho Syria trở nên hạn chế hơn bao giờ hết. Trong khi không quân Nga đã thực hiện một loạt các cuộc ném bom ở Syria trong những ngày gần đây, nhưng những cuộc không kích này bị hạn chế và không làm được nhiều để ngăn chặn những bước tiến của quân nổi dậy. Moaz Mustafa, giám đốc điều hành của lực lượng phản ứng khẩn cấp Syria, một nhóm ủng hộ dân chủ ở Syria cho biết, quân đội Nga đang rất rất bận rộn ở Ukraine. Iran cũng chưa thoát khỏi tình thế lưỡng nan. Các cuộc không kích của Israel đã làm tổn hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng quân sự của nước này tại Syria. Theo nhà nghiên cứu về Syria, Nafva Shaban, Hezbollah đã bị tổn thất nặng nề sau khi tham gia vào cuộc xung đột với Israel và phải chịu nhiều thương vong. Hezbollah từng là một trong những lực lượng mạnh nhất trong xung đột chống lại quân nổi dậy ở Syria. Tuy nhiên, sau những thất bại gần đây và việc lãnh đạo của họ bị thiệt mạng bởi các cuộc tấn công của Israel, khả năng chiến đấu của Hezbollah đã bị suy giảm nghiêm trọng. Điều này để lại một khoảng trống lớn trong lực lượng hỗ trợ cho Syria. Sự suy yếu của các đồng minh đã tạo ra cơ hội cho các lực lượng phiến quân. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một liên minh dân quân hồi giáo được thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn, đã nhanh chóng tận dụng tình hình hỗn loạn để mở rộng ảnh hưởng tại Aleppo. Những tay súng này không chỉ được trang bị tốt mà còn có kỹ năng chiến đấu cao hơn so với trước đây. Robert Ford, cựu đại sứ Mỹ tại Syria cho rằng những tay súng này đã sẵn sàng từ lâu và lệnh ngừng bắn ở Liban đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công vào Aleppo. Asli Adin Tasbas, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ tại Viện Brookings, nêu quan điểm. Nga đang gặp khó khăn, Iran đã suy yếu, Hezbollah gần như đã bị đánh bại, và tất cả những điều này đã tạo ra một cơ hội to lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ, và họ đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Cuộc tấn công của quân nổi dậy nhằm vào Aleppo cũng được nhiều người ở Israel nhìn nhận với sự hài lòng. Nadab Polak, Cựu quan chức tình báo Israel hiện đang giảng dạy tại Đại học Reikman ở Israel cho biết đây là một điều tích cực cho Israel. Trục Iran, Hezbollah, Syria đã phải chịu những đòn giáng nặng nề trong những tháng gần đây và điều này lại giáng thêm một đòn đáng kể nữa, buộc tất cả các thành viên của trục này phải tập trung vào một chiến trường khác, không phải là Israel. Tổng thống Assad đã nỗ lực để giữ thái độ thận trọng kể từ khi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas biến thành một cuộc chiến tranh khu vực giữa Israel, Iran và các lực lượng thân Tenra. Tuy nhiên, động thái đó đã không ngăn được Syria khỏi bị cuốn vào vòng xoáy đang định hình tại Trung Đông. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 2 tháng 12, phía Nga đã lên tiếng về chuyện Tổng thống Mỹ Joe Biden ân xá con trai ông là Hunter Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng rằng việc Tổng thống Biden ân xá con trai ông, người đang phải đối mặt với các vấn đề pháp lý vì vi phạm luật súng và thuế liên bang, là một hình ảnh biếm họa của nền dân chủ bà zakharova nhắc lại rằng trong nhiều năm tổng thống biden đã tuyên bố sẽ không can thiệp vào tiến trình này bất chấp những tranh cãi gây gắt xung quanh dữ liệu từ máy tính sách tay của con trai ông theo bà zakharova nếu bất kỳ ai khác nắm giữ chiếc máy tính sách tay đó thì đã phải ngồi tù nhiều nhiều năm từ rất lâu rồi người phát ngôn bộ ngoại giao nga cũng nói rằng trong vụ án của ông hunter biden hệ thống tư pháp mỹ đã tránh không vạch trần mối liên hệ mang tính tham nhũng giữa một bộ phận cực đoan trong đảng dân chủ và ukraine bà zakharova lên tiếng khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất của vụ việc này là vấn đề cốt lõi vẫn nằm trong bóng tối, mối liên hệ tham nhũng giữa những người theo chủ nghĩa tự do cực đoan và Đảng Dân chủ. Vị tổng thống mà đảng này đã đề cử và đang tại vị, con trai ông ấy cùng ký ép. Hồi cuối tháng 10, phóng viên Andre N. Pedersen của đài VFISN, một chi nhánh của đài ABC News ở thành phố minneapolis bang Wisconsin, đã hỏi ông Biden về phát ngôn của thượng nghị sĩ Ron Johnson của bang Wisconsin, chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa ông Johnson trước đó cáo buộc con trai ông Biden là Hunter Biden đã trục lợi vào thời gian ông Biden còn là phó tổng thống dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Ông Biden trả lời phỏng vấn với WISN, đây chính là thứ rác rưởi mà Rudy Giuliani, tay sai của Trump, đã nỗ lực nhằm bôi nhọ tôi và gia đình tôi. Ngay cả người từng phục vụ ông ta trong ủy ban đó, ủy ban an ninh nội địa thượng viện thuộc Đảng Cộng Hòa, cũng nói rằng điều mà Ron Johnson nói là không có cơ sở. Phần lớn giới tình báo đã nói rằng không có cơ sở nào về việc đó cả. Mặc dù vậy, bằng cách nào đó, WISN thu thập được đoạn bằng chưa chỉnh sửa của cuộc phỏng vấn, cho thấy một phụ tá của ông Biden đã cố gắng ngăn phóng viên Peterson trước khi cô ấy đặt câu hỏi. Theo ông Johnson, phụ trách cuộc điều tra của Ủy ban về các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden, bao gồm các liên doanh ở Trung Quốc và công việc với vai trò hội đồng quản trị của công ty khí đốt Ukraine Burisma. Trước đó, ông Johnson cũng đã đưa ra một báo cáo với tiêu đề hàng triệu đô la Mỹ trong các giao dịch tài chính đáng ngờ. Tuy nhiên, nội dung báo cáo chỉ nói rằng cựu phó tổng thống đã nhận hối lộ từ nước ngoài thông qua con trai. Bên cạnh đó, động thái ân xá của ông Biden cũng ngay lập tức làm dấy lên hàng loạt chỉ trích từ Đảng Cộng hòa. Tổng thống đắc cử Trump gọi quyết định này là lạm dụng và sai lầm trong công lý. Trước đó vài tháng, ông Trump từng tuyên bố sẽ cân nhắc ban lệnh ân xá cho Hunter nếu đắc cử nhiệm kỳ 2. Các nghị sĩ dân chủ cũng thể hiện chia rẽ về quan điểm. Một số người cáo buộc ông Biden đặt gia đình lên trên đất nước, số khác nói tổng thống Mỹ có lý do chính đáng để làm vậy. Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói, tất nhiên là tôi ủng hộ ân xá con trai mình. Công tố viên đặc biệt David Weiss phụ trách cả hai vụ truy tố Hunter, bác bỏ nghi vấn con trai Tổng thống Mỹ bị truy tố có chọn lọc. Mới đây, theo đài Fox News, thư kỳ báo chí Nhà Trắng Karine Jean Pierre đã phải đối diện với những câu hỏi dồn dập về lệnh ân xá dành cho ông Hunter Biden trong lần đầu tiên xuất hiện trước báo giới kể từ quyết định của ông Joe Biden hôm 1 tháng 12 trước đó cả tổng thống mỹ lẫn bà Jean Pierre từng khẳng định nhiều lần rằng việc ân xá sẽ không xảy ra. Một phóng viên chất vấn rằng quyết định ân xá có thể bị coi như một lời nói dối với người dân Mỹ hay không? Bà Jean Pierre nói một điều mà tổng thống tin tưởng là luôn trung thực với người dân Mỹ liên tục nhắc lại rằng ông Joe Biden đã đấu tranh với quyết định nói trên. Bà cũng nhắc lại những lời giải thích tương tự điều tổng thống Mỹ đã nói, ví dụ như ông Hunter bị chỉ trích về mặt chính trị. Theo bà Jean Pierre, tổng thống Biden tin rằng con trai ông Hunter sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn từ các đối thủ chính trị của ông và điều này có thể sẽ tiếp diễn ngay cả sau khi ông rời Nhà Trắng. Bà Jean Pere nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ ân xá cho người thân trong gia đình. Cựu Tổng thống Bill Clinton và Donald Trump đều đã ân xá cho người nhà trước khi mãn nhiệm. Thư kỳ báo chí Nhà Trắng cũng nêu khả năng ân xá thêm, nói rằng Tổng thống Biden đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng về quá trình đó. Bà Jean Pere nói, rõ ràng là có một quy trình đang được thực hiện, vì vậy Tôi sẽ không đi trước Tổng thống về vấn đề này, nhưng bạn có thể mong đợi nhiều thông báo hơn, nhiều lệnh ân xá hơn, sự khoan hồng hơn vào cuối nhiệm kỳ này. Bà cũng khẳng định Hunter Biden bị nhắm tới vì họ của ông ấy là Biden, vì ông ấy là con trai của Tổng thống. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cũng cho biết bà chắc chắn là ủng hộ lệnh ân xá này. Hunter Biden vốn là con giường của Tổng thống Biden. Trong khi đó, công tố viên David Weiss, cố vấn đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ, người đã truy tố ông Hunter Biden về tội gian lận và tội sử dụng súng bất hợp pháp, đã phản pháo lại lời khẳng định của ông Joe Biden rằng con trai ông đã bị truy tố bất công. Trong hồ sơ phản đối việc bác bỏ vụ án gian lận thuế của Hunter Biden tại California, ông Weiss cho biết bị đơn đã trình bày 8 luận điểm để bác bỏ bản cáo trạng, tuy nhiên tất cả đều vô căn cứ. Hunter Biden đã nhận tội về các cáo buộc trốn thuế sau khi bồi thẩm đoàn ở thành phố Delaware, Đồng năm nay kết luận ông có tội nói dối về việc sử dụng ma túy khi khai báo trên mẫu kiểm tra bắt buộc, đối với gia đình ông Biden, ân xá là cách duy nhất để bảo vệ Hunter trước những tổn thương tiếp theo. Ông John Morgan, một nhà tài trợ lâu năm của Đảng Dân chủ chia sẻ, ông Joe Biden đã mất hai người con và vợ đầu, tình yêu của ông dành cho người con trai còn lại này rất mạnh mẽ. Quyết định này không thể báo chữa nhưng có thể hiểu được, đó là sức mạnh của tình yêu một người cha. Quyết định ân xá cho Hunter Biden khép lại một chương đầy khó khăn trong cuộc đời gia đình tổng thống nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn về sự cân bằng giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm chính trị. Dư luận sẽ còn tranh cãi trong thời gian dài và quyết định này cũng sẽ trở thành một phần trong di sản nửa thế kỷ trên chính trường của ông Biden. Mới đây, theo Đài CNN, Thượng nghị sĩ độc lập Joe Manchin đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden ân xá cho tổng thống đắc cử Donald Trump cho cân bằng sau khi ông Biden ban hành lệnh ân xá cho con trai cả Hunter Biden. Thượng nghị sĩ Manchin là thành viên Đảng Dân chủ cho đến đầu năm 2024. Trước đó, ông Biden ân xá cho con trai Hunter Biden, người bị kết tội vi phạm luật liên bang liên quan hành vi sở hữu súng trái phép và không nộp thuế. Ông Biden lập luận rằng các cáo buộc mà con trai ông phải đối mặt xuất phát từ lý do chính trị và cho rằng con trai ông đã bị truy tố một cách chọn lọc và bất công vì mối xuất thân gia đình. Bình luận về việc ông Biden ân xá cho con trai, Thượng nghị sĩ Manchin người sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay, nói với CNN rằng Hãy xóa bỏ tất cả cáo buộc. Tại sao ngài không tiếp tục ân xá cho ông Donald Trump về mọi cáo buộc của ông ấy và làm cho mọi chuyện trở nên cân bằng hơn? Về phía Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông tái đắc cử trong bối cảnh phải đối mặt với một số rắc rối pháp lý, trong đó có vụ kiện liên quan đến âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, sai phạm về xử lý tài liệu mật sau khi hết nhiệm kỳ vào năm 2021. Lẽ ra ông Trump bị kết án vào tháng 7, nhưng các luật sư của ông đã yêu cầu hủy bỏ bản án vì cho rằng một cựu tổng thống có quyền miễn trừ truy tố hình sự. Tổng thống đắc cử Trump cũng từng tuyên bố các cáo buộc nhằm vào ông có động cơ chính trị. Ông Donald Trump và các thành viên Đảng Cộng Hòa chỉ trích việc Tổng thống Biden ân xá hoàn toàn cho con trai Hunter. Ông Trump viết trên mạng xã hội chớt sâu sầu rằng lệnh ân xá dành cho Hunter Biden có bao gồm ân xá các con tin Z6 đã bị giam giữ nhiều năm hay không. Còn tin G6, ngầm chỉ những người ủng hộ ông Trump đã bị bắt giữ do bị cáo buộc có liên quan đến vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn cản công nhận kết quả bầu cử. Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống có quyền ký lệnh ân xá vào bất cứ thời điểm nào trong nhiệm kỳ. Quyền hạn này là toàn diện, tức có phạm vi rộng, không chịu điều chỉnh của Quốc hội, nhưng chỉ áp dụng với công dân phạm tội liên bang, không thể can thiệp vào các vụ truy tố cấp bang hay các vụ kiện dân sự. Quyền ân xá cũng là con dao hai lưỡi, có thể gây hệ lụy chính trị đáng kể, đặc biệt khi dùng cho những vụ án gây tranh cãi hoặc tội phạm tai tiếng. Tổng thống thường dùng quyền này để miễn hình phạt cho bạn bè, nhà tài trợ, đồng minh chính trị trong ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, hay còn gọi là lệnh ân xá lúc nửa đêm. Thượng nghị sĩ Manchin nói thêm, theo góc độ này, di sản của ông Biden đang bị ảnh hưởng sau lệnh ân xá con trai. Tôi hy vọng người Mỹ xem xét những điều tốt đẹp mà ông đã làm. Ông vẫn là một người cha, nhưng có thể cân bằng mọi thứ bằng cách ân xá ông Trump hy vọng ông biden sẽ làm vậy